con lấy cái nhị đó, lấy cái gì? Không không, con gì nè, thấy không? Con dạch cho cái này nè, tát cái này ra, dắt cái nhị này, thì cái này nè, con mặc cái này nè, rút qua ba cho cái dòng này bớt ra gì nè, là được rồi. Cả nhà đã trở lại với kênh Phá Bếp Miền Quê nha. Ở đây là con dâu của mình nha cả nhà. Hôm nay dâu mình sẽ làm cái món làm nấu mắm nha cả nhà. Để lại cả nhà nha cả nhà. Dạ cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng làm với mình, với con dâu mình cho vui nha. Con đi sắp cà đi. Mẹ để thịt với cá mẹ làm cho. Làm nấu mắm hôm nay dâu mình có chuẩn bị cả nhà. Đây là một cục thịt ha, với một con cá. Đây là xả, ớt với mắm ha, với ít cà. Rau ăn kèm có bông súng với rau muống với bông xù đũa ha cả nhà. Cục thịt này bự quá con ơi, chắc mẹ làm phân nửa thôi, mình có con cá nè. Mẹ ơi, xong rồi con đi nấu nước đi. Ừ, con đi nấu nước đi, trụng mắm đi con. Mẹ đi thái cái cá này ra, rồi mình làm lẩu ăn cho nó ngon. Thank you.
Ăn những lỗ trái luôn kìa. Hai nhân em à. Bên này có thành viên mới những lỗ trái luôn mà. Mà làm những lỗ rau. Thường thường mẹ làm được cha làm thợ đốt lò. Cá ngon, thịt heo cũng ngon, nữa làm món gì vậy? À, làm lẩu mắm đó anh. Được chưa? Rồi. Lẩu để nguyên luôn hả? Rồi cả nhà ơi, cá mình đã thái xong rồi nè. Bây giờ mình ướp gia vị vô cho cá mình được thơm nha. Rồi, mình cho vô một ít tỏi Huy. Vô một ít tiêu. Cho thêm một ít đường. Còn mắm phải có đường. Ngọt ngọt nó mới ngon. Cho vô một xíu bột ngọt. Một ít nước mắm. Rồi thịt heo mình cũng ướp tương tự như nha cả nhà. Mắm này mắm gì thơm dữ mẹ. Mắm cá linh đó con. Rồi mình ấy hết bọc rồi luôn. Hết luôn đi con. Chị đã làm gì? Làm nó mắm ăn.
không giữ cái đạp giặt té. Cái giá cũng thích với tầm heo luôn quá. Thơm dữ luôn á. Con vô chổng con đi cha với thằng Toàn ăn cơm luôn con. Mẹ gấp bún nha con. Qua wow, bữa nay ngon dữ vậy ta. Vô đi anh. Rồi anh vô ngồi luôn đi. Bữa nay ngon dữ à. Thơm quá anh ơi. Hay để con để cho. Ngon cái chuyện đụng thiệt á. Cá chai ngon quá hả mẹ? Ngon, cá mỡ chứ con. Con thêm nhiều vô. Thì có bông cải nữa. Bông cải mẹ bỏ vô cho đẹp. Cho nó đẹp đẹp. Cá chai chứ nhắc lửa lắm. Chút xíu rồi chín rồi. Ăn cá chai được không? Để cho nó săn rồi. Nó sôi lên đi con ơi. Bỏ đi. Này quá trời rau luôn, ăn rau gì giờ? Cái này mình chấm hay là mình bỏ vô luôn ta? Bỏ vô mình nướng. Bỏ rau luôn ha. Ừ. Quá trời xôi đũa rồi. Xôi đũa vô món, bỏ vô. Rồi mời cả nhà cùng ăn lẩu mắm với dâu mình nấu nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm với lần nha. Mời cha mẹ ăn cơm. Mời cha mẹ ăn cơm. Ăn bún. Bún. Thịt này chín chưa ta? Chín rồi đó. Ba gọi là chín này. Sao nó còn đỏ? Ừ. Con mời cha. Cắp cư mẹ của Phật đó. Mẹ ăn cá đi mẹ. Mở mẹ ăn cho mẹ ăn nào. Của anh đâu? Anh ăn giá nha. Thôi ăn đi được nè. Nãy em lấy là hai cái giá người ta. Dạ, ở bển kìa. Còn gì? Đưa cái bé cá. Cá rồi. Ăn đi cho mau lớn. Đây em đã cho. Đây lẩu mắm ngon chứ vậy? Lâu rồi mẹ cứ thèm đó Toàn. Này ăn ngon hết, mẹ ăn lên cho anh cho. Lâu lắm mới lẩu mắm lại. Anh em ăn nó được. Lâu lắm mới ăn lẩu mắm lại. Chứ hít ra bởi vì cái sống à. Cái này nó ngon lắm luôn á. Cái da không. Cái nào? Cà hả? Đúng rồi, mẹ lỡ mắm là phải cà chứ đó. Ừ, mắm là cà là phải rồi con. Ừ, mắm lửa rồi. Trong xưa lửa nhà mình ấy vậy? Nhà mình á. Bớt lửa một tí xíu. Ủa, cái này làm như để chịch bên vậy ta? Tại vì nó sao vậy? Nó sôi là ăn được à? Nó không lọc, thôi gì. Rồi mời cả nhà ăn bún nha. Mời ăn nha. Mời cả nhà. Ngon á. Bún lửa ngọt chứ. Em với mẹ đâu. Ai đem ai đem vậy? Ni ni mà. Ghê quá. Ngon cái bộ. Bún lửa ngọt mẹ ơi. Ngon. Ăn ngon. Ngày ăn cái chụp hình mình gửi trong thứ coi. Thứ đi mai. Rồi, thầy cha miếng ớt đi cha. Ướt vàng ngày luôn. Cái à. Con cá này ăn cái ớt cái gì nó không ngán. Ừ. Ăn nhiều rồi nó ngán thiệt, ăn ớt ngon. Thịt ngon luôn á. Cái cha làm lẩu mắm thì ngon còn nhiều bằng. Ăn một xu đũa ngon. Ngon không? Ngọt để lên. Nó ngọt hay không? Ừ, mười con ngọt. Mày ăn cái hậu này dẫn dẫn, em ăn được không? Tôi chưa ăn, một cộng thôi. Cái hậu hơi nhẫn nhẫn nha, nhưng mà nó ngọt lắm. Nhưng cũng ngọt ngọt, chứ không phải là nhẫn nó đắng đâu.
được không? Để bùng súng nha qua. Đậu rộng không cha? Có lại nhắc mà hai nữa. Mình xin miếng khăn giấy đi cho mọi người. Khăn giấy hả cha? Lấy cho. Em dịch nói gì? Da hả? Cái da ngon gì móng em? Anh lấy cái giá bệnh nè, xin cái mua dễ hơn. Bỏ thêm nè, bỏ lại nhiều đi, bỏ thịt heo gà đi ăn thịt heo. Đây chín rồi đúng không? Bên này, bên kia chín ăn bánh. Quá trời ngon luôn. Này ăn cái lẩu này phê luôn ạ. Lâu lắm rồi ăn lẩu mắm rồi. Thấy gì chứ có người không biết ăn rồi. Kiểu nó hôi á. Cái này mà có một xôi đũa nữa ha. Ngon, mà tháng này chắc không có sữa. Phải bông qua bông điên điển chứ lộn. Ủa năm rồi cái gòi của nhà chị Phẩm á. Nhóc hết trơn mẹ làm gỏi luôn rồi, mà hôm nay có cái nhà rồi. Có các nhà hết trơn rồi. Có nhà khóa vườn bông điên điển luôn. Phá luôn. Mình chỉ xong có một bụi sao nó không có bông. Nó còn bỏ quá. Nó còn bé quá. Bông nó mới đi vô đây em. Nó đi vô. Ăn cái thịt heo luôn á. Ăn cái lên ngọng ngọng như heo luôn. Mấy này chín rồi, mày mẹ ăn đi mẹ. Con không ăn rau thì mẹ ăn thịt luôn rồi. Rau có ăn thứ nó mềm lắm. Ăn được không? Ngon hả? Có gì cho đũa nè. Chừng mấy cái ớt đó nha. Trúng cái rồi là nhảy luôn đó. Trúng rồi mất tiêu rồi, thịt không vậy? Trúng. Đó, cái chín gục. Nó gục hết rồi. Gục hết trơn, tiêu hết trơn. Hết mì nhiều quá, đi bỏ một chén con cho nó nguội dễ ăn. Bỏ nhiều chén nó nguội dễ ăn. Thôi mất tiêu hết rồi. Lấy miếng dao nè. Ăn đi cho nó nguội nguội đi, lẩu mà. Lẩu mà ăn rau thì nóng nóng là mới ngon, nhưng mà cá thì nóng quá. Rồi phải gọi. Thịt này thịt đùi hay sao á, mà có miếng mà gọi ăn không biết hở. Đùi thì phải có mỡ, chẳng mỡ chứ đâu có nạc không được con. Ngon. Có con mua thịt chế thân á, nó không có không biết được có mỡ nó mới ngon. Mà gọi thì nó ngán quá. Thổi nắng mà gì ăn mới ngon. Cái này nó gục hết luôn. Gục. À, em ăn được không? Ăn được. Cái thịt heo này da này ngon nhất này cho. Để bây giờ vô cho nó tái ăn nó mềm mà nó ngọt hơn, nó không dai. Cha phải ăn gì á. Thiệt nó vậy mới ngon. Nó chín rồi nhưng mà nó không chín như là chín quá. Trộn ăn được mà. Thôi trộn không chơi.
Điện tắt luôn à. Trời mưa chút anh. Ừ. Nóng lắm. Rồng mình bỏ đâu rồng đi. Bỏ đâu rồng mới có ăn bỏ đi. Để nguyên trái ăn vô đã. Ăn ta ăn được, ăn được. Cái này là ăn sống mà chấm với mắm khô cũng ngon mà. Đậu rồng á, mắm chưng á. Mắm chưng nè. Ừ. Ngon. Kiếm miếng thịt heo ba chỉ. Hôm gầy ăn ba đồ đám cưới này ăn cái lẩu mắm đỏ gì đâu. Lẩu mắm đỏ ngon. Bông súng đi. Bông súng đi cha. Hôm gầy ăn ba đồ đám cưới không? Mày ăn lại lẩu mắm ngon trời ơi. Thấy cá mừng muốn chết. Ăn thịt mà. Rồi tụi nó có mỡ rồi. Ăn lại đi. Ăn lại đi à, ăn cháo mập không? Mập. Ăn mỡ đó mập. Dạ. Cá cha lặn hết trơn rồi, đây đây. Bỏ cá vô đi. Rồi đây ăn hết rồi còn nhiều đó. Nó dữ á. Lâu bằng clip mà mất hết 4 kg rồi. Nó là 4 kg. Cá cha thì ngon hết biết. Nó bấy á. Đi thích ăn xà. Để nó nguội nguội ăn mới được. Nguội á, gắt bỏ đại như chén này nhiều đứa con rồi nguội nha. Mẹ ăn nóng. Bỏ thịt cho mẹ. Bấy em bấy vô đi. Để anh bỏ miếng mua sôi đũa rồi. Mua sôi đũa ăn ngon chứ ngọt thiệt á. Ngọt. Con phát ngon hơn ngốc ăn chua. Lộn hầu lên. Người ta nói hôm bữa cái bà gấp gặp nè. Bà nói xào mỡ ăn ngon dữ nữa. Xào mỡ, xào thịt heo rồi ha. Bữa đó ba lấy cái bọc qua hái. Ba hái một bọc luôn. Ừ. Không hái trước rồi đó mà. Bữa đó quá trời nhiều bông luôn. Rồi cả nhà ơi, cái món lẩu mắm kho của mình đến đây cũng xong nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình nha. Cả nhà yêu thương gia đình mình thì hãy cho gia đình mình xin một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ hai mẹ con mình nha cả nhà. Còn muốn sôi lúa nè. Sôi lúa hả? Bắt tay nhúng. Ngon quá. Ngon quá, ăn hết nổi.